Và Văn Hậu đã chơi ngay từ đầu để thay cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Trước trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên Park thoải mái và đội Việt Nam cùng chơi. Thêm một vòng vào đâu nữa.
chúng ta cũng đã chắc thắng. Tuyệt đối đội sân nhà trước khi chờ đợi những khoảnh khắc tăng tốc tiếp theo. Tôi nghĩ là khoảng phút thứ 75 đến 80 sẽ lại có những không còn cú dứt điểm thực sự nào của đội chủ nhà đó là Sanani. Như vậy là Công Phượng sẽ vào sân. Đội Việt Nam chuẩn bị thay cầu thủ thứ hai. Trong trận đấu lượt đi trên đất Thái, Công Phượng đã vào sân ở đây. Thank you.